Chương trình Sài Gòn xưa số đặc biệt ngày hôm nay. Và hôm nay thì Trúc Loan rất là vinh dự khi mà được mời đến chương trình nhạc sĩ, nhà thơ Huỳnh Công Ánh. Và con xin chào chú. Chào cháu Trúc Loan. Yeah. Và nhân đây Huỳnh Công Ánh xin kính gửi đến quý khán thính giả của đài AV 57.7. Và chào thân mến. Và vâng, thưa quý vị, thì chú Huỳnh Công Ánh là đại đội trưởng đại đội trinh sát thuộc Trung đoàn 40, Sư đoàn 22. Và ngày hôm nay đó chú, thì con đến với cái chương trình này đó là con nghĩ rằng là con sẽ thay mặt cho lớp trẻ để có những cái câu hỏi cũng như là tìm hiểu về cuộc sống của chú, của những các chú, các bác thời trước. Thì bây giờ mở đầu chương trình đó thì con nghĩ rằng là chú có thể nào chia sẻ với con cũng như là quý vị khán thính giả về cái tuổi trẻ của chú hay không ạ? Cảm ơn con, cảm ơn chú lắm. Chú cũng rất là vui là được có những cơ hội bày tỏ nỗi lòng của những người thanh niên Việt Nam. Và nỗi lòng của họ là người nào cũng phải xuất phát từ tuổi trẻ. Yeah. Tuổi thơ của chú đó, thì chú từ 7 tuổi là chú đã ở trong trường dòng rồi. Yeah. Cho tới lớp 11 và 12 thì vào Sài Gòn cũng học trường La Salle. Rồi sau đó là chú năm 63 là ba chú chết, thành ra chú cắt quãng cái vấn đề học và chú học trên đại học, nhưng mà chú là theo học cái trường cao đẳng mỹ thuật. Rồi sau đó là chú đã làm hiệu trưởng trường trung học ở quận 8 Sài Gòn. Và tới năm 68 thì tổng động viên tất cả mọi người thanh niên bất cứ ngành nghề gì hay là chức vụ gì đều phải nhập ngũ. Thì năm 68 thì chú là cái người nhập ngũ. Thì chú là khóa 3 năm 68 trường sĩ quan trường bị Thủ Đức. Sau khi mãn khóa thì chú được chọn về phủ tổng thống trong một thời gian. Rồi sau đó chú xin về sư đoàn 22. Sư đoàn 22 là cái sư đoàn mà nó gần quê hương của chú. Vì năm 54, lúc đó chú 7 tuổi rưỡi, chú không có được ở quê hương. Mà chú bị đưa lên Kon Tum ở trong trường dòng từ nhỏ tới lớn. Thành ra chú, chú muốn về hành quân hoặc là làm thứ gì trên cái mảnh đất của Bình Định là cái xứ của chú, quê hương của mình, đúng không? Mình nhớ quê thành, hương. Thành đó là lý do tại sao có nhiều người bạn nói, ủa anh ở Sài Gòn anh sướng thế mồ mà tại sao anh xin ra tác chiến. Thì không trả lời được. Nhưng mà đó là cái ước mơ của chú, muốn hành quân, muốn bảo vệ trước hết là quê hương riêng của mình là Bình Định và quê hương chung là miền Nam Việt Nam. Thật tuổi thơ của chú. Thì trong tuổi thơ nó cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Cái lúc mà chú đi học Sài Gòn thì gia đình chú là ở ngoài miền Trung, ở ngoài Bình Định. Chú ở Sài Gòn đi học, rồi cũng đi làm, từ đi học rồi đi làm rồi mới đó từ đi dạy học. Dạ, mà từ khi nào thì mình có cái tình yêu cho âm nhạc thôi chú? Vâng, chú từ khi chú học trong trường La Salle thì từ nhỏ đó, thường thường học sinh đó, sau học buổi chiều về đó thì ai mà thích thể thao thì chơi basketball, chơi đá banh vân vân. Còn ai thích âm nhạc thì là học âm nhạc, là cái giờ nhiệm ý trước khi ăn cơm chiều đó. Thì chú là chú thì thích âm nhạc cho nên mấy ông friend cũng dạy chú những âm nhạc. Thành đó là chú có khiếu âm nhạc từ nhỏ, là nhờ được giáo dục từ nhỏ. Thành ra nó rất là tự nhiên. Chú sáng tác hay chú đờn nhiều khi chú không có tập luyện nhiều đâu. Thí dụ như nãy chú muốn nói với cháu là chú, nếu nhớ tuổi thơ thì chú sẽ hát một bài chú viết lúc 16 tuổi, tuổi thơ của chú. Và cái mối tình học trò, cái mối tình vui vui cho vui thôi. Những mối tình đó nó đẹp lắm đúng không chú? Nhưng mà nó rất... Nhưng mà trước khi đi là bao nhiêu tháng chú chưa hát. Chú nhờ người hát bài đó, chú chưa hát bao giờ. Thì đó, chú hát để rất là tự nhiên, tuổi thơ của chú là vậy. Thôi bây giờ con mời chú hát luôn. Thì vậy đi ha, để nói về cái kinh nghiệm tuổi thơ đó thì chú sẽ hát cái bài nó có tên gọi là Lá Mây Bay. Thực ra đây là một mối tình học trò lúc mười mấy tuổi mà. Thì học trò thì làm gì có xe gắn máy hay có xe đi xe đạp. Thì đây là cái bản nhạc mà nói về tuổi thơ, tuổi học trò của chú.
mẹ bay, từng chiếc lá mẹ bay. Đường Duy Tân bóng ngã cuối ngày, anh cùng em trên chiếc xe đạp cũ, làm sao quên hơi ấm của vòng tay. Lá mẹ bay, từng chiếc lá mẹ bay. Cùng em đi muôn đường mai dài, mong thời gian nhưng thôi đừng trôi nữa, để người và xe lăn mãi lăn hoài. Cùng cánh trái cỏ trắng bóc hàm răng, đưa nhau miếng xoài ghim bằng cọng tăm, xoài ngọt cốc chua hàm răng hạt bắp, cắn nát đời ta hồn xác dập bầm. Lá me bay, từng chiếc lá me bay. Thật ra là nghe một đoạn đó thôi là con cũng thấy là nó rất là nhiều cái tình cảm của mình trong đó, cũng như là cái tuổi học trò của mình, đúng không chú? Đúng rồi, đó là cái bài viết rất là lâu. Dạ. Bài viết hình như 60 năm trước á. Dạ, theo như con đọc đó, thì con nhớ là cái bài này chú viết đầu tiên năm 1962. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Bài đầu tiên. Bài đầu tiên mà viết được vậy là cũng khá nè chú ạ. À. Lúc đó mình viết xong rồi mình có đi đàn cho những cái người bạn học của lúc mình. Đó chú thì lúc đó, bạn bè mà thường thường lên đồi bác sĩ Tín á. Dạ. Chỗ sau rồi Biên Hòa đó thì thường chú hay hát mấy cái bản nhạc mà chú viết á. Dạ. Thì anh em cứ quay lại nghe chơi. Ừ. Lúc có tuổi thơ mười mấy tuổi mà thì cái sinh hoạt văn nghệ là như vậy. Dạ, thì nghe những cái lời bài hát của chú đó thì con thấy là cái giọng, những cái lời bài hát của mình cái giai đoạn này là mình cũng còn yêu đời, mình cũng còn những cái tình cảm ngọt ngào vui tươi lắm, đúng không chú? Và sau đó khi mà mình có những cái biến cố, đúng rồi, thì nó mới thay đổi. Trong cái tuổi thơ đó thì cái bài đó nó còn một khúc nữa. Ừ. Là nó vui lắm. Lá mây bay vào khóe mắt cây cây. Wow. À, cùng em đi bóng ngã cuối ngày. Ừ. Anh ngồi chờ em sao em không tới, xe đạp buồn nghiêng tựa gốc cây. Dễ thương quá. Thì lúc với những cuộc hẹn hò của bạn gái mình, lúc đó cô cũng còn trẻ thì nhiều khi. Yeah. Cha mẹ không cho đi. Yeah. Thì mình ngồi chờ hoài không có, cho nên mình nhìn chiếc xe đạp giữa đó chờ mà nó thấy buồn. Cái bài đó nó là vậy đó. À, rất là tình cờ nhưng mà lấy ra một cái bài hát đặc biệt chú ha. Thì cái bài đó tuổi thơ nó rất là kỷ niệm nó vậy á. Dạ. Rồi. Lá me bay vào khóe mắt cây cây, đường Uy Tân bóng ngã cuối ngày, anh ngồi chờ em sao em không tới, xe đạp buồn nghiêng tựa gốc cây. Đó, cái bài này vậy. Dạ, rất là dễ thương. Con cảm ơn chú tặng cho con cũng như là quý vị cái bài hát đầu tiên mà chú viết. Ừ. Rất là đặc biệt. Và khi mà sau một cái thời gian mà tuổi trẻ của mình như vậy đó chú, thì con biết được là cái biến cố lớn của chú là khi mà chú mình bị vào ngục tù, đúng không chú? Thì lúc đó cái điều gì mà làm cho chú quyết tâm là mình phải vượt ra khỏi cái ngục tù đó? Điều gì mà giúp cho chú là có một cái sự mạnh mẽ như vậy để mình làm được những cái điều phi thường mà thật sự nhiều người họ không có may mắn, không đủ động lực để họ làm? Câu hỏi hay lắm. Câu hỏi nó đúng như cái bài hát mà tại sao chú quyết tâm, là vì từ khi mà vô tù đó. Yeah. Thì mới đầu là chú trình diễn ở Sài Gòn. Hmm. Nhưng mà khi vô trình diễn ở Sài Gòn, ở trường võ trường toán ở Sài Gòn. Yeah. Thì cùng với anh em vô trình diễn thì mình nghĩ rằng là lúc đó họ ra cái thông cáo là sĩ quan cấp đại úy thì chuẩn bị 10 ngày ăn. Hmm. Và cấp tá thì 30 ngày ăn, thí dụ. Yeah. Vậy thì mình nghĩ mình cấp mình là 10 ngày ăn là mình là đại úy, thì mình mọi người đều nghĩ là 10 ngày ăn có nghĩa là đi học có 10 ngày thôi rồi về. Dạ. Chứ mình không biết là họ nói lững lờ như thế, là coi như là họ phỉnh mình đó. Ồ, phải. Dạ. Nói là không biết mà. Ừ. Mọi người không biết chứ không phải mình chú.
thành mới đi. Chứ nếu mà biết mà ở mức mùa thì hà chết trong ai đi đâu, không ai đi đâu. Thành ra cái dấu trá của họ hay lắm, họ dấu trá mà cỡ siêu á. Thành những người trí thức, những người cấp cao, những người dân biểu thượng, nghị sĩ, tướng lãnh rồi đều dính hết. Có người tù 17 năm thôi. Thì khi vô trường tỏa xong rồi, tối trước hôm đó đó, chú và người anh chú, anh ruột chú cũng bị tù. Rồi hai người bạn nữa là nhảy múa vui lắm, gặp nhau ở Sài Gòn, nhà người bạn là mình đi tù 10 năm thì đâu có nhầm nhò gì. Nhưng mà rồi rủ nhau sáng sớm đi vô trình diện. Vô trình diện xong thì buổi trưa ở trường võ trường tổ thì thấy là họ order thức ăn trưa đó. Từ nhà hàng Đại La Thiên họ đưa tới, thì mình trong bụng mình cũng nghĩ là chắc là sinh viên đúng rồi, sẽ học đúng rồi, tại ăn nhà hàng sang quá mà phải không? Nhưng mời ăn sang quá. Họ giữ lúc mở trưa, mới đầu. Thì ăn trưa xong rồi cũng ít người ăn lắm, bởi vì nhiều khi tâm sự nó hoang mang, nó không biết như thế nào không. Nhưng mà lúc đó phải nói ngay là chú cứ nghĩ là chắc là 10 ngày cùng lắm, 15, 20 ngày, hay là 5-3 tháng cũng đâu có nhầm nhò gì phải không? Dạ. Bây giờ hết chiến đấu, hết chiến tranh rồi thì mình về mình đi dạy học lại, hoặc là mình đi học lại, hoặc là đi dạy học lại, hoặc là đi kiếm việc làm ăn. Dạ. Lúc đó mới có hai mấy tuổi rồi mà, chứ đâu đã tới 30 tuổi đâu. Dạ. Nhưng mà khi mà cái tối rồi đó thì họ lùa các người trình diễn lên cái xe mô tô Lova. Thì anh em bắt đầu lần lượt bước lên cái xe mô tô Lova thì lòng hoang mang, mình bền bồng không biết mình tại sao vậy. Và khi họ lên đầy kín cái xe mô tô Lova rồi thì họ trùm hết cái bạt lại, trùm kín luôn. Và phía sau là có hai anh bộ đội lên súng. Thì mình nói, họ bảo mình họ khoan hồng đi học mà tại sao lại ngồi như thế này, đứng nêm như nêm. Rồi bịt bùng hết. Đó, thì cái giai đoạn đầu tiên là chú đã bị cái đó. Cú sốc đầu đời. Cú đầu đời nghĩa là từ hy vọng, từ vui vẻ ban đêm nhảy múa, nó thôi bây giờ xong chiến tranh rồi, mình có cơ hội sống, mình có cơ hội lặp lại cuộc đời. Thì đó là thất vọng đầu tiên. Chú nói các cản là sau đó là xe họ chạy lên tới Long Giao, mờ sáng mới tới. Thì tới Long Giao, thường ở Sài Gòn mà lên Long Giao thường vài tiếng hồ, mà họ chạy sao mà lòng vòng cho tới. Anh em mình gây thơ tội lắm. Khi mà bịt bùng rồi đó, anh em thất vọng rồi, anh em im lìm hết. Nhưng mà có người nói này, ông nào coi cái bạc nó có cái lỗ, nhìn cái lỗ tới coi xe chạy hướng nào ông ơi. Tức là họ muốn chọt cái lỗ, họ nhìn thấy xe chạy hướng nào đâu. Chắc là lúc đó mọi người trên đó hoang mang rồi, tự nhiên rụng rời tay chân rồi. Nhưng mà nó chở nó đổ ra Long Giao đó. Thì lúc đó nó đổ vô cái trại, mà cái trại hồi đó gia đình pháo binh ở đó. Thì cho nên cái buồng của cái chỗ của chú là nhiều lắm. Nhưng mà mỗi buồng là 50 người. Thì đại khái như vậy. Và anh em bắt đầu họ phân công ông nào làm buồng trưởng, ông nào nấu ăn, ông nào đi lao động, đại khái vậy đó. Rốt cuộc họ bắt đi bắt phát quan để làm việc. Thì cái chuyện đó là như vậy. Và bắt đầu là họ cho học 10 bài học đầu tiên. Thì trong lúc mà đi học ở Long Giao đó, nói là học nhưng mà ta cười lắm. Họ để 50 người nằm sắp lớp mà gầm sát nhau. Tức là một cái sạp gỗ dài bên kia sạp sát nhau, và cái lưng không ai cửa được hết đó. Mà để làm gì thưa chú? Tức là cái, từ khi ở tù vô là không bao giờ có cái nằm được có cái khoảng trống. Từ nam tới bắc sát nhau, sát tức là người này cái sẽ vai phải sát người kia. Sau này mình biết cái ý họ nằm vậy để khỏi trốn tù. Nếu mà có người trốn thì có người biết. Nằm sát nhau như cá vậy, sắp lớp. Chú kể tiếp cái đoạn Lâm Giao là ngắn gọn thôi. Nó vui lắm. Là sau 10 ngày, sau 8-9 ngày rồi đó. Thì anh em chiều về nói, mấy ông ơi, bây giờ gần 10 ngày rồi, không biết lễ bản khóa ở đâu. Thì có ông nói, trời ơi, đông quá, mấy ngàn người thì sân vận động Cộng Hòa chứ đâu nữa mấy ông. Anh tưởng bở vậy đó. Có cái ông đó tên Thụy, bây giờ chắc ông chết rồi, lúc đó ông lớn nhất, ông 40 mấy tuổi đó. Anh em là 20 mấy tuổi trở xuống, 30 tuổi là nhiều rồi, chú hồi đó chú có 28 tuổi thôi. Như là tuổi con. Tuổi con bây giờ luôn. Tuổi con bây giờ đó. Tao 28 tuổi thôi. Nhưng mà lúc đó là chú chỉ huy, chú là đại trưởng trinh sát, rồi sau đó chú ra tiểu đoàn, rồi chú là chỉ huy trưởng hậu cứ của một trung đoàn. Là cũng lớn lắm, một sư đoàn
có ba trung đoàn thôi. Mà cái ông mà bổ nhiệm cho chú làm chỉ huy cứ hộ đoàn ở hộ cứ chỉ huy trưởng hộ cứ của trung đoàn 40 bây giờ ông ở đây là Nguyễn Thành Danh á. Ở đây nè, chú về chú có gặp á. À, thì mặc dù chú nhỏ nhưng mà chú đảm nhận cái chức vụ lớn lắm. Tới cái ông Thủy đó, ông ngồi ông nói, ông nghe anh em nói đó, có người thì nói về mãn khóa xong đồng Cộng Hòa xong này kia, cái ông đó ông ngồi ông nói này, tôi nói cho các cậu biết nhé, các cậu sẽ ở tù một gông đấy, chứ không có cái 10 ngày mãn khóa đâu. Thì ông ngồi ông nói vậy thôi, cả đa số anh em là đều cử ông. Là ông ai giờ, nói câu đó à? Cái ông chú cũng tù với mình á, mà ông lớn tuổi lớn nhất, mà ông di cư từ Bắc vô. Ông cũng đại quý thiếu tá gì đó, nhưng mà tại ông kinh nghiệm cộng sản rồi, kinh nghiệm ông biết nó phỉnh. Dạ. Thành cái lúc đó ông nói vậy đó, thì anh em ai cũng chửi ông, nói ông già mất dịch. Họ nói khoan hồng mãn khóa thì mãn khóa là 10 ngày về thôi, chứ làm gì mà một gông. Dạ. Anh em đổ xô chửi ông, tức là nói cái gì mà không sướng tai người ta là ta chửi thôi. Dạ, không nghĩ là sẽ xảy ra. Nhưng mà cái ông nói là đúng, là vì ông dài dạng kinh nghiệm, ông lớn rồi, ông biết cộng sản là ai, là cộng sản là nó dối trá, nó phỉnh phờ. Đó, đại khái vậy. Dạ. Trong cái lúc mà mới vô mà học tập cải tạo, nó gọi là học tập cải tạo đó. Nhưng mà thường thường ở bất cứ đâu, sinh hoạt mà học tập của cộng sản đó là luôn luôn phê bình kiểm điểm, hay là tuyên dương anh nào làm giỏi, lao động tốt rồi ha, xuống thì phải có văn nghệ, tối nào cũng vậy, có 2 tiếng đồng hồ. Yeah. Phê bình kiểm điểm anh này làm gì thì phải có văn nghệ luôn luôn xen kẽ vô. Thì bữa đầu tiên mới vô, anh bộ đội nói ở đây 50 anh, có anh nào mà biết cầm càng? Thì có anh hỏi cầm càng là gì cán bộ? Dạ, con định hỏi câu giống đó. Đó. Chả ai biết cầm càng là gì hết á. Dạ. Anh nói cầm càng không ai biết cái chữ cầm càng là gì. Nhưng mà tóm lại nó, ông lặp lại, ông nói anh nào biết cầm càng? Biết cầm càng là ca hát đấy. Ca hát tức là cầm càng, là bắt nhịp cho ca hát đúng nhịp rồi đó. Dạ. Thì anh em làm thinh hết, khi mà biết anh em làm thinh hết. Chú lúc đó chú thấy làm thinh hết thì chú mới hỏi báo cáo cán bộ, nếu mà về âm nhạc, về điều khiển, mà nếu mà cán bộ có cái tập nhạc, có nhạc, có nốt nhạc đó, có cái nốt nhạc thì tôi làm được. Ông nói nốt nhạc là gì nhỉ? Nốt nhạc là nốt đồ rê mi fa sol la si đô, là ký âm pháp đó. Ai có học nhạc thì bất cứ dân nước nào họ coi cái đó họ đều hát được hết, sol fe họ hát được hết, sướng âm. Ông cũng không hiểu, ông cũng không hiểu không nốt hiểu. Nhạc là gì. Tại bộ đội không biết đó. Thì tóm lại anh ấy, hôm tối hôm sau ông đem xuống cái tập nhạc, thì người ta phê bình kiểm điểm làm việc, thì chú ngồi 15 phút chú dở ra, cái bài đầu tiên. Thì trúng cái bài nó tên là Gái Sông La. Gái Sông La. Thì chú ngồi chú son phe, ngồi sướng âm á. Dạ. Đâu 5 phút, 10 phút gì đó, thì chứ, báo cáo cán bộ tôi làm được. Ha. Thì đứng lên hát cái bài Gái Sông La. Sau khi chú hát bài Gái Sông La thì cả buồn anh em tù mình im ru hết, vỗ tay mà im ru hết. Dạ. Còn ông cán bộ thì ông ngớ ngẩn. Ông hỏi, thế anh bao nhiêu tuổi? Dạ. Báo cáo cán bộ tôi 28 tuổi. Dạ. Thế anh nghe đài Hà Nội lúc nào? Dạ thưa báo cáo cán bộ, tôi không có hề nghe đài Hà Nội. Thế tại sao anh làm được? Đây là nó có cái nốt nhạc này. Dạ, họ không biết gì nốt nhạc luôn chứ. Họ không biết nốt nhạc. Mà họ ngạc nhiên là không biết tại sao mà anh lại hát giống đài Hà Nội mà anh không hề. Anh không ngược. Anh không hề biết bài này. Anh không hề biết là cái sướng âm trong bản nhạc á. Nhạc đó. Dạ. Thì cái kỷ niệm đầu tiên là vậy, để biết là họ thường thường những người bộ đội là họ không có ai học, kể cả sĩ quan họ không có đi học đâu, họ không biết đâu. Dạ. Thật sự thì con nghe chú nói cái điều này đó, thì con cũng phải chia sẻ với chú là con thì con tuổi thơ con là ở Việt Nam, và con cũng may mắn con được đi du học sang đây. Thì khi mà con đi du học sang đây, con lại có cái cơ duyên để con được gặp những người như chú nè, hay là con gặp bác thiếu tá Phạm Châu Tài, rồi cũng như là các chú trong sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì khi mà con nói chuyện với các chú xong, mặc dù là bây giờ các chú rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà con cảm thấy được rằng là các chú là những người rất là có kiến thức,
Và con cũng phải nói là con hâm mộ, con ngưỡng mộ các chú vì điều đó luôn. Có nghĩa là có ăn, có học, rất là nề nếp, rất là có kiến thức. Dạ, nên con cũng cảm muốn ơn chia con, sẻ với chú. Đó là chú cảm ơn mấy con mà có những người tuổi trẻ như con đó, nhất là trong Việt Nam. Dạ. Và cũng có những số ra hải ngoại thì không có cơ duyên để tiếp xúc những Việt Nam Cộng Hòa đi trước. Dạ. Thành ra không biết nỗi niềm của họ, không biết cái họ chiến đấu là tại sao họ phải chiến đấu, dạ. Tại sao họ phải hy sinh xương máu. Thực sự là các chú, các bác ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là họ chiến đấu thực sự để bảo vệ quê hương. Dạ. Và so với những người miền Bắc thì họ rất là có nhân bản. Dạ. Khi mà họ thua rồi đó, họ nghĩ tới người thắng kẻ thua, họ chấp nhận cái đó. Nhưng mà khi mà ở chung sinh hoạt với những người cộng sản rồi mới thấy là họ khác xa 100% những người miền Nam vì cái lối giáo dục của họ, vì cái lối sinh hoạt của họ. Dạ. Thì họ không có nhân bản, họ chỉ có phục vụ đảng thôi. Dạ. Chứ họ không phục vụ tổ quốc. Dạ. Họ là vì mỗi cái vấn đề họ nói cảm ơn bác đảng, chứ họ đâu có nói cảm ơn tổ quốc. Dạ. Không? Những người chết thì họ nói là tổ quốc ghi công. Ừ. Nhưng mà thực sự hàng ngày, hàng tháng, hàng năm họ bảo là ơn của bác đảng. Dạ. Thì đó là cái hồi xưa. Chú không có tuyên truyền, nhưng mà thực ra là như vậy. Rồi dạ. Cái lòng căm thù của mấy chú đó thì thực ra không có. Mình thấy mình thua rồi thôi, mình vô, mình chịu những cái quy luật mà họ đặt ra để họ bỏ tù mình hay là cải tạo mình hay làm gì đó. Thì xong mình hy vọng là mình về với gia đình, với xã hội. Dạ. Đó. Thành ra cái thế hệ như cháu mà tìm hiểu về các chú đó thì mấy chú rất là cảm động, rất là vui. Dạ. Vì ít ra tuổi trẻ họ cũng quan tâm tới những người đi trước. Dạ. Để biết họ là ai. Dạ, con cảm ơn chú. Và vâng, thưa quý vị, thì thời lượng của phần 1 chương trình Sài Gòn xưa đến đây tạm thời khép lại. Quý vị vẫn cứ giữ băng tần 57.7. Trúc Loan và chú Huỳnh Công Ánh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.